nhớ thật nhiều, khóc thật nhiều, trái tim buồn ngày anh cất bước xa đi. Nhớ một mình, khóc một mình, giữa đêm buồn mong thấy anh sẽ về đây, ôi chỉ là mơ. Anh ơi, vì cớ sao anh lìa xa giấc mơ ngày nào ta đã trao nhau. Anh lạnh lùng lời nói chia tay để mình em cô đơn sâu nhớ. Anh ơi, anh đâu rồi? Trăng kia phố quen đâu bóng hình, biết bao giờ lại trông thấy anh, bước cùng nhau nói lời yêu dẫu chỉ là mơ. Anh ơi, xin một lần gặp lại anh dẫu là ân tình dối gian. Tôi nghi cái tên Như Lan lắm, tại sao cổ lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Không biết bây giờ nhỏ bị đem đi tới đâu rồi, không biết tụi nó có cho nhỏ bú đúng cử không nữa. Nó mà bị đói á, tội nghiệp lắm. Thiên Ân ơi, bây giờ con ở đâu Thiên Ân ơi? Thôi, cô đừng có khóc nữa. Cô kể cho tụi con nghe tình hình lúc đó như thế nào. Con thấy cái chuyện này á, nó khó hiểu quá. Tuệ Thương với lại anh Bảo Long á, đâu có thù oán với ai đâu mà phải như vậy chứ. Phải đó, tự nhiên mới sáng sớm Như Lan tới đây làm gì? Đáng nghi ngờ thiệt á. Tôi cũng đâu có biết gì đâu. Mợ Thương thì đang nghe điện thoại, còn cái cô Như Lan kia cứ như là cố ý gì đó đưa thằng nhỏ về phía cổng. Rồi có một cái thằng tự nhiên nó nhảy sổ vô, nó ôm Tiên Ân chạy mất tiêu. Chuyện diễn ra nhanh lắm, y như là có sắp đặt trước vậy đó. Vậy cả ba người có mặt ở đó chẳng lẽ không làm được gì hết hả? Làm gì được chứ, tôi thì đứng múc ở dưới này nè, còn mợ Thương thì đang nghe điện thoại. Chỉ có cô Như Lan kia là đang ở bên cạnh Thiên Ân. Vậy mà cô ta hả, chỉ trố mắt nhìn thằng nhỏ bị bắt đi, rồi lúc đó mới kêu la lên. Thì ra là vậy. Tôi nghe tôi thấy hình như nó có một cái gì đó lấn cấn á. Mà tôi á, cứ thắc mắc từ hồi sáng tới giờ, chính tay tôi gài cổng lại, mà sao cái thằng bắt cóc kia mà là nhảy sổ xâm nhập vô bắt cóc thằng Thiên Ân đi. Cái cốt là ở chỗ này.
con, đừng để xảy ra một cơ sức nào đó. Ba yên tâm đi, từ nghe học thiền con không có cản con xin đâu. Con tìm cái tình trong cái đầu để giải quyết mọi việc. Tất cả mọi người lo không chỉ riêng gì bà, con phải giữ bình tĩnh để tìm cách giải quyết mọi việc như thằng Phúc nói đó. Càng nghĩ tôi càng giận con Tuệ Thương. Nhà có nhiêu đó người mà không giữ được thằng nhỏ làm sao? Đã không giữ được thì thôi, thì đưa tôi giữ đi. Giành giật với tôi làm gì? Bình tĩnh đã. Bảo Long, sao rồi cháu? Hả? Thiên Ân, thằng Ân, nó sao rồi con? Nói nó thêm nghe đi. Bảo Long, Bảo Long, Long. Ân sao rồi con? Bà bình tĩnh qua đây. Alo. Mày có phải là bác sĩ Bảo Long không? Tôi là bác sĩ Bảo Long đây. Anh là ai vậy? Tao là kẻ bắt cóc thằng nhỏ. Nếu muốn nó được an toàn thì hãy chuẩn bị cho tao một số tiền. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, nhưng không được quyền làm hại thằng nhỏ. Anh muốn bao nhiêu? Anh cứ nói thẳng ra đi. Mày lo rồi đúng không? Mày hỏi tôi cần bao nhiêu tiền? Banh cái lỗ tai ra mà nghe thằng nhỏ nè. 1 tỷ. Đúng 1 tỷ. Không mẻ cách nào. Mày đi, báo cho mày đi nhận. Nhưng mà tao báo trước, lén phén mà báo công an á, cho mày nhận xác thằng nhỏ đi. Bọn bắt cóc bé Thiên Ân đúng không? Phải không anh? Tôi nói gọi tiền chủ chú à, và nói nếu chúng ta báo công an thì chuyện xảy ra theo hướng tồi tệ nhất. Có tin cháu nội của tôi hả? Cứu Thiên Ân bằng mọi giá nghe chưa? Không được kêu công an. Không được kêu công an nghe con. Tụi nó đòi bao nhiêu? 1 tỷ chú à. Con đã báo công an rồi, giờ họ đã vào cuộc. Không được. Nếu vậy cho với thằng Thiên Ân mất. Trời ơi, tại sao con lại tự ý làm chuyện đó? Muốn làm chuyện gì phạo chú thím nghe chưa? Không được tự ý làm nghe chưa? Bà bình tĩnh đã. 1 tỷ cũng phải chuộc. Cháu cứ mạnh dạn đồng ý với tụi nó đi, chú sẽ lo tiền. Thông tin này á, Khoa phải báo cho công an nghe chưa? Coi như là bọn bắt cóc chưa liên lạc với mình, hiểu chưa? Anh đã hứa với em á là chỉ cần 100 triệu thôi. Bây giờ anh lại đòi người ta tới 1 tỷ. Sao anh tham lam quá vậy? Dịp mà hiếm có, tăng lên gấp 10 lần thì cũng vậy thôi. Tụi nó giàu có, hơi sức nào mà mày tiết tiền giùm tụi nó. Công an mà lần ra thì anh lại ở tù. Mẹ em cũng đâu có thoái tội đâu. Anh hai à, hay là mình dừng lại đi anh. Mày ngu vừa vừa. Mặc kệ tao. Việc của mày là coi chừng thằng nhỏ, còn việc nhận tiền thì tao sẽ sắp xếp. Tao sẽ dàn trận cho núi trắng, để tụi nó không kịp giở trò. Sao lại là núi trắng? Đúng là đàn bà con gái ngu vừa bò, không bao giờ nghĩ ra cái chuyện gì. Giao dịch ở núi trắng là vì địa hình hiểm trở, lại xa thành phố, để tụi nó không có kịp giở trò. Tao dụ tụi nó lấy tiền xong, tao sẽ ra hiệu cho mày để thằng nhỏ lại. Lúc đó thằng bác sĩ ra nhận lại con,
mày cứ ung dung đi về Sài Gòn. Lúc đó tài khoản của mày tự nhiên có một số tiền lớn. Tha hồ mà làm vốn. Giờ sao? Sẵn sàng chưa? Tao đã thuê xe đi núi trắng. Nếu mà gia đình nó dở trò báo công an, tao sẽ quăng thằng nhỏ cho nó chết mẹ nó luôn. Thiên Phúc à, cho anh xin lỗi. Vì chuyện gì? Vì anh là thằng đàn ông chẳng ra gì. Anh đã để cho cả nhà phải lo lắng về chuyện kinh khủng này. Anh đừng tự trách mình. Có nhiều gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta mà. Em tin Thiên Ân sẽ bình an trở về. Em thấy lo cho tuổi thương quá. Bao nhiêu chuyện không hay đều ập đến. Không biết sức của cổ có chịu nổi hay không. Anh hy vọng là sau khi tuổi thương tỉnh lại sẽ đỡ hơn lúc sáng. Cậu. Chuyện gì vậy gì? Mợ Thương tỉnh rồi. Vậy hả gì sang? Thiên Phúc à, bây giờ Tụy Thương rất cần sự chăm sóc quan tâm của chúng ta trong lúc này. Ừ, anh vô chăm sóc Tụy Thương đi, em sẽ vô sau. Lẹ đi cậu. Núi Trắng là nơi giải cứu. Đừng báo công an, kêu em bé bị giết chết. Điện thoại của cậu nè. Thiên Phúc đâu gì sang? Trời ơi, tôi cũng không biết nữa. Cậu lấy xe của ông chủ rồi, cậu lấy đi đâu mất tiêu rồi. Nó đi đâu vào lúc này chứ? Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, con trai bị bắt cóc mà nó lái xe, nó đi đâu không nói một lời nữa. Trời ơi, ông ơi, ông gọi điện thoại cho con đi. Con nó đang ở đâu? Có chưa ông, nó nghe chưa? Ông gọi lại đi. Nó nghe chưa ông? Nó không bắt máy, chắc nó đang lái xe. Trời ơi. Alo. Chào ông bác sĩ. Chuẩn bị tinh thần để nhận lại cục vàng của ông chưa? Anh nói đi, bây giờ tôi phải làm sao đây?
Giờ mày đưa con vợ của mày chạy xe theo hướng quốc lộ về núi Trắng, sẽ có người hướng dẫn tiếp. Này, nên nhớ là con vợ của mày mới là người được gặp vào, chứ không phải mày đâu. Nhắc lại lần nữa cho mày nhớ, tao là kẻ bị si đa sống chết. Cái mạng tao sẵn sàng đổi với mạng con trai của mày. Mày dám báo với cơm? Dám lượm xác thằng nhỏ về chôn? Nhưng mà vợ tôi đã bị bệnh, làm sao quấy đi một mình được? Bây giờ một mình tôi sẽ đến đó gặp anh. Mày đừng có nhiều lời. Một là đưa con vợ mày lên gặp tao, hay là chờ nhận xác thằng nhỏ đi. Tùy mày chọn. Bây giờ anh phải nói rõ hơn đi, địa điểm chính xác ở chỗ nào? Xung quanh khu vực núi Trắng mà thôi. Từ từ sẽ có dẫn đường cho mày đi. Cứ giao tiền và điện thoại của mày cho nó đi. Alo, alo, người ta nói gì vậy Bảo Long? Người ta nói cái gì vậy anh? Hả? Người ta nói gì vậy cháu? Nó đòi chính ta tự thân giao tiền rồi mới chịu trả thiên ân chú à. Em sẽ đi mà. Tụi thương đã bị bệnh là dễ bị xúc động. Lại có chuyện gì thì sao hả chú? Trời ơi, anh bị cái gì vậy? Con đâu bị bắt cóc, tính mạng của con mới là quan trọng chứ Bảo Long. Thương à, thôi thôi đi, đi. Không được đâu. Chúng ta không còn cách lựa chọn đâu. Chú đã chuẩn bị tiền xong rồi. Tự thương, tất cả chú tin vào tình mẫu tử của cháu. Để chú đi lấy tiền. Tiền đi không? Nó còn làm gì đây, nó khóc gì vậy? Lên đây, bé nhỏ lên đây. Con người ta thì sao? Chết chị mẹ ơi.
hết thuốc thì mới thức dậy thôi. Con người ta chứ không phải con mày đâu mà làm gì lo gì hả? Con nghe đi. Alo, ông bác sĩ đúng không? Tôi đây. Tụi mày đã báo công an chưa? Chúng tôi không làm chuyện đó. Chúng tôi muốn gặp con trai của tôi thôi. Bọn chúng nói gì vậy anh? Anh đưa đây để em nói chuyện với bọn chúng. Kìa, cháu bình tĩnh, để thương, để bao lòng thương lượng tụi nó xem sao. Biết điều như vậy thì tốt. Bây giờ mày nói với con vợ của mày đi theo đường mòn lên đây. Đưa điện thoại cho nó, để tao còn hướng dẫn nữa. Khi nào gặp một cái cây cổ thụ chắn ngang đường thì dừng lại, rồi tao sẽ tính tiếp. Một tay con vợ mày cầm nhỏ tiền, tay kia cầm điện thoại. Bắt đầu đi. Tiến lên. Nhưng mà bây giờ vợ tôi đang bệnh, hay là để tôi đi thế vợ tôi đến gặp các ông được không? Mẹ kiếp, bây giờ mày muốn thằng cháu sống hay chết? Vợ mày không đi nổi cũng phải bỏ nó đi. Tao sắp nổi nóng rồi nghe mày. Nhưng thằng sắp chết vì tao. Không có cần con trai của mày đâu nha mày. Tao chỉ cần tiền lần cuối để hưởng thụ cuộc đời mà thôi. Tao không lấy được tiền thì đưa thằng nhỏ xuống âm phủ chơi cho nó vui đó. Để em nghe bọn chúng nói gì. Alo. Tôi là mẹ. Alo. Nó nói gì vậy cháu? Chú à, chắc là phải để con đi đưa tiền cho bọn chúng mới được. Con nghĩ là bọn chúng cần tiền, chắc tụi nó sẽ không làm hại Thiên Ân đâu. Không được, Tội Thương à, cả em và Thiên Ân đều quan trọng với anh. Anh sẽ đi cùng với em, Tội Thương à.
Đừng anh, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Anh sẽ bảo vệ em và con tới cùng. Anh không thể để em đi một mình được đâu. Em hiểu tất cả, nhưng mà em không thể nào để Thiên Ân xảy ra chuyện gì được. Mọi người ở lại đây đợi em. Được rồi, đi đi Tệ Thương. Ừ. Anh nhớ cẩn thận nha. Tệ Thương, cẩn thận nghe con. Ờ, cẩn thận dạ. Tụi Thương à, anh cẩn thận nha. Xin lỗi anh, Bảo Lộc. Em không muốn làm chuyện này, nhưng hoàn cảnh của em, chuyện này mà dở lẽ ra chắc anh giận em lắm phải không? Em không còn mặt mũi nào dám nhìn anh nữa. Em là đứa con gái tầm thường, chỉ yêu đơn phương anh thôi. Em cũng thấy mình không xứng đáng với anh. Thiên Ân ơi, sao con nóng quá vậy? Con đừng làm con sợ nha Thiên Ân. Thiên Ân ơi, con đừng có bị gì trong lúc này nha. Nguy rồi, thằng nhỏ sốt cao quá. Phải làm sao đây? Nếu nó có mệnh hệ nào, chắc mình cũng phải chết theo nó quá. Đi sao mà gọi tao vào lúc này? Anh hai, không xong rồi. Thằng nhỏ sốt cao lắm, em phải mang nó đi bệnh viện gấp. Không, không được cấp cứu, thằng nhỏ chết mất anh ơi. Em không muốn thành kẻ giết người đâu anh hai. Mày thôi nghe cái trò mè nheo đó đi. Tao cấm mày đem thằng nhỏ ra khỏi cái chỗ núp đó. Mọi thứ sắp xong rồi, tiền tỷ sắp vào tay anh em rồi. Mày ráng chờ thêm một chút nữa đi. Khi nào nhận được tiền, tao sẽ alo cho mày. Lúc đó thằng nhỏ sẽ được đưa đi cấp cứu. Nhưng mà Thiên Ân à, con ráng lên nha, chút xíu nữa là gặp ba mẹ rồi. Mình nhất định phải cứu Thiên Ân.
tới nơi rồi đấy. Tụi anh ra nhận tiền, tụi trả đứa con lại cho tôi nhanh đi. Mày cứ leo lên tiếp đi, tao đang đứng trên này nè. Được rồi, tôi sẽ làm theo ý anh. Mà nè, các anh phải hứa để không được đụng gì tới con tôi đó. Nếu không thì tôi... đây là cưng làm mình tức giận gì đây, anh đỡ lên cho đứa đó té bây giờ đó. Con trai tôi đâu? Từ từ đi cưng. Không ngờ cưng hấp dẫn quá đi. Anh mới nhìn mà anh bắt thèm rồi nè. Tiền tôi đã để đúng chỗ anh nói. Giờ anh đưa con trai tôi đây cho tôi. Tôi muốn gặp nó. Tính mạng của thằng nhỏ đang phụ thuộc vào mày đó. Con trai của mày đang ở trong này nè. Mày lại đây mà nhận nó đi. Tiên ơi. Anh trả con trai tôi lại cho tôi. Anh có còn là người nữa không vậy? Tiên ơi. Yên tâm đi. Tao nhớ là tao có đục lỗ cho nó đàng hoàng.
Nhưng mà tao không có đảm bảo là để lâu trong đây nó không có chết ngộp đâu mày nha. Cái con là người nữa không vậy? Cái con là cái con. Cái này. Cái con. Cái này. Hả? Đúng rồi, còn đâu? Đúng rồi. Nè. Nè, nè, nè. Mày bước tới. Mày bước tới đi nè. Mày bước tới đi. 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 Bà có sao không? Trời ơi! Bà có sao không? Trời ơi! Bà Thương! Bình tĩnh lại đi! Thiên Ân ơi! Thương ơi, mẹ không thể sống thiếu không? Tôi thương. Thiên Ân ơi, Thiên Ân. Bình tĩnh đi em. Tôi thương. Em bị xuống thương không? Bình tĩnh đi em. Em nghe nói nè. Em bình tĩnh lại đi. Tôi thương. Thiên Ân. Tôi thương à. Em bình tĩnh lại đi. Tôi thương. Em bình tĩnh đi. Tôi thương. Thiên Ân! Mà đừng làm gì sợ cơ mà. Lại đi với ba. Được con cho em. Thiên Ân, con có sao không? Thiên Ân, đứng lại. Con nghe tôi nói gì không? Con có sao không? Thì ra cô là người có liên can trong vụ này. Mọi người nghi ngờ cô là đúng rồi. Tại sao vậy? Tại sao cô lại đối xử với Thiên Ân như vậy? Nó chỉ là một đứa bé vô tội mà. Cô có thù ghét gì tôi á? Thì cứ trút hết lên tôi đi. Xin lỗi anh. Ai ở đâu vậy chị đó? Em biết con, mẹ ở đây rồi nè. Chú ơi, cứu giùm vợ tôi. Thiên Ân ngoan, nên đến đi con. Đi, theo tôi. Bệnh nhân có khả năng tổn thương thần kinh thị giác do một cú va chạm mạnh ở đầu. Tuy nhiên, mức độ nặng nhẹ ra sao còn tùy thuộc vào ý chí phục hồi của bệnh nhân. Nặng quá anh ơi. Em nấu cho 10 người ăn hay sao mà nhiều dữ vậy? Em nấu toàn là đồ bổ không đó. Ước gì lúc nào em cũng quan tâm tới người khác thì anh vui lắm. Em biết á, là trước đây em sai rồi. Em hứa từ đây về sau á, là em sẽ thay đổi để mọi người không phiền gì em nữa. Em hứa là em sẽ sống như mọi người hơn. Thiên Ân. Thiên Ân. Con đâu rồi Thiên Ân? Thiên Ân. Tôi chứ. Em tỉnh rồi hả? Thiên Phúc.
Ngân đâu rồi anh? Thiên Ngân đâu rồi anh? Tuệ Thương nè, em bình tĩnh đi. Dì Sen đã giữ bệnh đó. Tôi nói cho con uống thuốc ngủ. Và con bị sốt. Giờ chúng di chuyển quá nhiều và phơi nắng với gió thôi. Tất cả là tại em. Tại vì em sơ suất nên con mới bị như vậy. Em đáng trách lắm Thiên Phúc à. Em đừng nói như vậy. Anh nhớ hai mẹ con em nhiều lắm. Anh nói dối. Anh nhớ hai mẹ con em mà suốt cả anh ở biệt biệt với trang trại. Không gì diễn tả được nỗi nhớ em trong anh. Tuệ Thương, em và con là hai thứ quý báu nhất trong cuộc đời của anh. Em có biết không? Em không biết. Mà em cũng không cần biết. Em không cần biết. Thiên Phúc. Trong con tim nghe đâu đây tiếng ai khóc than oán hờn. Em có sợ gương mặt xấu như ác quỷ của anh không? Trong cô đơn con tim đau cuộc tình vội vã. Ai mà thèm sợ nữa chứ. Thì vẫn thế trái ngang vây quanh đi tìm ánh sáng tình yêu. Nhưng con tim vẫn thiết tha yêu trong nỗi cô đơn. Nồng ấm ánh mắt thay lời nói sáng mãi bao niềm tin đón nắng mây tràn hòa. Hạnh phúc sẽ đến khi tình yêu có bao giờ toàn tình với trái tim vị tha. Vì điều thiêng liêng ấy giữa bao dòng tình người vẫn thế, trái tim yêu chân thành nồng nàn ngọc bích tình yêu. Trong con tim nghe đâu đây tiếng ai khóc than oán hờn. Trong cô đơn con tim đau cuộc tình vội vã ra đi. Thì vẫn thế trái ngang vây quanh đi tìm ánh sáng tình yêu. Nhưng con tim vẫn thiết tha yêu trong nỗi cô đơn. Nồng ấm ánh mắt thay lời nói sáng mãi bao niềm tin đón nắng mây tràn hòa. Hạnh phúc sẽ đến khi tình yêu có bao giờ toàn tình với trái tim vị tha. Vì điều thiêng liêng ấy giữa bao dòng tình người vẫn